trời thì đang nắng, phải cố sơn cho xong hai thùng sơn. Nhanh xong tao đi đón cô bồ, vì hôm đến trễ nó cho tao hai ba tai. Nhìn mày thì vừa lùn vừa xấu, mà tán được em non chân dài ghê. Chuyện tao đây trông ngon dai mà không có sát gái như mày. Quá lâu Lan ơi, anh mua kem rồi đây. Không hút đi em nhanh không nó dây vào tay. Ăn kem xong anh đưa mình đi uống nước mía ven hồ. Cùng 5 năm 6 tháng 29 ngày lâu phết ấy. Mình đã bên nhau yêu nhau rồi em. Em ơi hay là mình cưới đi, xong có con luôn anh cũng đang mong thằng cu. Mong lắm rồi em ạ. Lan, làm vợ anh nhé. Anh hứa sẽ đi làm chăm chỉ để kiếm tiền, cuối năm mình cưới. Lan. Tại em này, anh đeo cho. Nhiều đá mày. Em mời anh uống nước ạ. Em xin phép ạ. Ê lại đây, anh nói mày kiếm đâu hàng ngon thế. Anh ném cho mày một ít ăn chè, mày cho anh xin Facebook. Em nói đấy. Sao mà đi nhanh thế, người xinh chân dài có khác. Anh muốn cái gì tôi phải đi về. Anh đừng đi, đi theo tôi nữa. Chỉ là tìm em để tặng em món quà, mặc dù nhỏ nhoi nhưng rất chân thành. Từ giờ có khó khăn chi cứ nói anh nghe, tiền nong anh sẽ giúp cho. Chết rồi, hỏng rồi. Này thằng đại gia kia đang tán cái làn, chúng nó vừa đi đâu rồi đấy. Còn đẹp hơn xe mày, lại còn định ôm cái la. Nó ôm chặt lắm. Hóa ra là mày bắt Lan về nhà, rồi ý đồ đang định cưỡng hiếp Lan. Mày đừng có ngăn tao, để tao phang thằng này. Tao sẽ cho mày đen một mắt. Này vào đây mấy anh em ơi, lôi chúng nó ra kia, rồi cho chúng ăn mỗi thằng một gậy. Chớ có nghĩ rằng mày đem ra mấy đồng tiền, Lan chi yêu mình tao nhớ chưa. Mày nhớ đấy. Anh từng là thế giới, là cả khoảng trời trong em. Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy, chỉ là một người nghèo khó. Thôi hãy đi về, Lan có tao rồi. Chúng mày đâu, hãy mau tiễn khách. Chúng mày nhớ đây, chúng mày ném ông ra hồn đây hôm nay là ông để bông mày. Mày bỏ tao ra, mới chẳng ngày nhà tao hơi bị tông nhục lắm rồi. Tôi đi về. Không bỏ qua đâu. Không việc gì phải về. Ông để tôi. Nè, nè. Sao này, trong đấy mày không hùng hổ đi. Trong đấy là tôi nể thôi. Chỉ riêng mấy thằng này em một tâm, không việc gì phải về. Về đường nào nhỉ? Đường này. Xe tao.
Để đấy mai lấy đi. Sao cứ có tiền mới được hạnh phúc, tôi mất người yêu cùng bởi vì tiền, mà người tôi yêu thuở nào hứa là đẻ cho tôi đội bóng, thế mà giờ theo thằng đại gia chết quách cho rồi sống làm gì. Mày để tao chết đi, mày điên à? Lớn tướng rồi nhưng mà ngu hơn bò. Giờ tao nói cho mày biết này, giờ mày phải đi kiếm tiền để phải giàu hơn cái thằng đấy. Biết làm gì ra ngoài nghề sơ. Luôn Luôn này. Tao thấy là mày nói cũng đúng đấy. Tao với mày thì sáng sơn, chiều sơn, tối về thì mơ đến sơn. Mà sau này tao có vợ, chắc là tao phải đặt tên là cụ nhà tao là Sơn. Cho nên nó khó cái là anh em mình không biết làm nghề gì, cho nên làm sao mà đời đời được. Tao hãy gửi nha, mày đất rồi. Tao với mày sống bằng cái nghề sơn, chết bằng cái nghề sơn. Cho nên là tao không tin, tao không thể làm giàu được bằng cái nghề sơn này. Đi về. Cái gì đấy, đi đâu? Đi về. Này em đừng nói với tao là mình định ra đảo để gặp Robinson với em. Ừ vậy, đi về khỏi nghiệp. Khởi nghiệp à? Khởi nghiệp bằng nghề sơn. Được. Đi. Này, trở đen lên đây, em về. Lại tao. Thế mày không chặt tiền thì ai chặt tiền? Mày mỏi. Chị chủ quán này. Nợ nhá. Cái này nợ à? Chủ quán ơi, ký sổ nhá. À, à. Ký sổ à? Cái gì nữa? Giờ này năm xưa mình còn đi xe rách, tiền thì không có tiêu, thân thì quát queo. Giờ thì đã khác, trông mình đã hoành văn tráng của một doanh nhân thành công người ơi. Còn đại gia đó giờ đang khốn khó bởi thích ăn chơi rồi thua bóng bánh. Tình cờ trên phố thấy bóng hình ai đó quen thuộc với tôi nhưng không còn là chi nữa, quá khứ rồi. Phong cách bạn tôi đã khác rồi người ơi, kinh doanh hãng sơn nên bạn tôi nó có tiền. Nhờ làm vậy nên bạn tôi nói mới đổi thay, tiền nhiều nữa.